cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Thông cáo báo chí. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Qua công tác giám sát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có 52 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 20 trường hợp phát hiện trong khu cách ly, 32 trường hợp phát hiện trong khu vực phong tỏa. Kết quả truy vết 45 F1, 48 trường hợp điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong. Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2021 như sau. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ gồm số 44/8, đường Cách Mạng tháng 8, khu vực 6, phường Cái Khế. Hẻm 4, đường Cách Mạng tháng 8, khu vực 7, phường Cái Khế. Số 38/2, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. Số 45/8, đường Quỳnh Thúc Kháng, khu vực 1, phường An Nghiệp. Số 70/6, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường An Nghiệp. 2. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ gồm số C2, C3, khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.